Chào quý thầy cô, hôm nay em hướng dẫn thầy cô cách sửa xóa danh mục khóa học trên lms.vnedu.vn. Đầu tiên em xin hướng dẫn thầy cô cách sửa xóa danh mục khóa học. Phần tiếp 2 là sửa xóa khóa học. Sau khi thầy cô đăng nhập vào hệ thống quản trị khóa học của mình, thầy cô chọn trang quản trị và chọn vào mục quản trị khóa học. Tại đây, để xóa danh mục khóa học, thầy cô chọn vào danh mục khóa học. Sau khi chọn vào danh mục khóa học, thầy cô tìm đến danh mục khóa học của mình. Để thực hiện thao tác sửa danh mục khóa học, thầy cô tìm đến danh mục khóa học cần sửa và chọn vào mục danh mục khóa học cần sửa. Sau đó, kéo chuột lên phía trên. Lúc này danh mục khóa học cần sửa thầy cô đã hiện vào tại mục danh mục sửa danh mục. Thầy cô thực hiện thao tác sửa. Sau khi hoàn thành thao tác sửa, thầy cô nhấn vào mục cập nhật để lưu lại dữ liệu mà mình vừa mới thay đổi. Để xóa danh mục khóa học, thầy cô tìm tới danh mục cần xóa, tích chọn vào ô bên cạnh, sau đó kéo lên trên cùng và chọn xóa. Lúc này hệ thống sẽ hỏi có muốn xóa danh mục khóa học này hay không, chọn đồng ý. Danh sách khóa học, thầy cô chọn vào danh sách khóa học. Trong trường hợp này em có một khóa học đó là ôn tập thi học kỳ, em muốn thay đổi khóa học này, em chọn vào thao tác. Sau đó chọn sửa khóa học. Nếu thầy cô muốn thay đổi thông tin về khóa học thì thay đổi thông tin trong phần dữ liệu hiện tại. Sau khi thay đổi dữ liệu xong, thầy cô nhấn vào lưu để cập nhật lại dữ liệu. Trong trường hợp thầy cô muốn xóa khóa học này, chọn vào phần thao tác, sau đó chọn sửa khóa học và kéo xuống cùng, chọn vào nút xóa khóa học này, sau đó nhấn đồng ý. Như vậy thầy cô đã xóa xong khóa học mà thầy cô cần xóa. Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe chia sẻ, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp thầy cô ở các video hướng dẫn tiếp theo.